Thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc muốn chia sẻ cùng quý vị khán giả một vấn đề không mới nhưng cũng không cũ bởi vì thời gian gần đây thì nếu như ai theo dõi thông tin trên báo chí hay truyền hình thì quý vị sẽ thấy các cơ quan truyền thông chính thống đã tăng thời lượng đáng kể để đề cập đến các thông tin xấu độc về mọi mặt của xã hội và trong đó thì có những uh, chương trình chuyên sâu về nhận diện các âm mưu chống phá nhà nước thực hiện diễn biến hòa bình dưới dưới rất là nhiều những cái vỏ bọc khác nhau mà theo bảo ngọc phổ biến nhất là chiêu bài về nhân quyền Dạ vâng kính thưa quý vị là dưới chiêu bài đấu tranh cho các quyền của con người ở một số nước trên thế giới đã thành lập các cái tổ chức tự xưng gọi là xã hội dân sự và các tổ chức này thì có xu hướng là nhằm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và khi các cái tổ chức này phát triển thì sẽ trở thành một cái lực lượng đối lập với lại chính quyền để đưa ra các cái yêu sách uh, phi lý gây bất ổn, dối loạn cho xã hội dạ vâng kính thưa quý vị là ở việt nam thì cũng không ngoại lệ và trong nhiều năm qua thì có một số cá nhân có trình độ học vấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau họ có những cái nhìn chưa thấu đáo và có cái thái độ bất mãn về sự quản lý của nhà nước việt nam và họ chính là những người thổi những cái làn gió đầu tiên để thành lập các cái tổ chức xã hội dân sự tại việt nam bằng những bài viết, những hội luận phân tích về xã hội dân sự đại loại như là xã hội dân sự là mối quan hệ giữa con người với nhau dựa trên sự tự thảo luận tạo ra sự đồng thuận trên các cái vấn đề về cuộc sống mà không có sự can thiệp của nhà nước hoặc như là xã hội dân sự là một cái xã hội cân bằng và có các cái tổ chức xã hội lập ra để thể hiện các ý chí khác nhau của cộng đồng. Đó, rất là nhiều dạ vâng kính thưa quý vị là một người dân bình thường thì như bảo ngọc cũng nhận ra những cái lý lẽ của họ cực kỳ là vô lý duy ý chí và hoang tưởng bởi vì ngay từ khi có các cái tổ chức quản lý xã hội đầu tiên của con người thì các quy tắc các luật lệ để quản lý con người quản lý xã hội đã được coi trọng và hoàn thiện tùy theo trình độ nhận thức cũng như là truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia và tất cả đều nhằm mục đích để một xã hội phát triển có trật tự và trong đó mọi người đều có quyền và trách nhiệm tuân thủ theo những cái nguyên tắc mà pháp luật đã quy định. Dạ vâng kính thưa quý vị, là các luận điểm về xã hội dân sự ở Việt Nam thì dù vô lý như vậy nhưng dù sao thì các tổ chức này cũng vẫn cố gắng hoạt động và được các thế lực thù địch Việt Nam ở bên ngoài luôn ủng hộ và hỗ trợ về mọi mặt. À. Vâng, kính thưa quý vị là các thế lực thù địch trong và ngoài nước thì đang triệt để lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để chống phá Đảng và nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam, coi đây là một hướng đi nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình với mưu đồ là xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi thể chế chính trị ở tại Việt Nam. Dạ vâng và mục tiêu của các cái thế lực thù địch uh, nó lợi dụng cái vấn đề xã hội dân sự là tìm cách để thúc đẩy sự xuất hiện của các lực lượng tổ chức chính trị đối lập, làm suy yếu đi sự quản lý của nhà nước và xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Dạ vâng chúng cho rằng à, hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là một hướng đi mới chuẩn bị cho ra đời à, công khai hợp pháp của các tổ chức lực lượng lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì trên thực tế thì à, thủ đoạn chống phá nham hiểm dưới cái chiêu bài xã hội dân sự thì nó đã tạo ra những cái hệ quả vô cùng nghiêm trọng là cái nguồn gốc thay ngén ra các cái cuộc cách mạng màu cách mạng đường phố bạo loạn lật đổ chính quyền ở không ít nơi à, vậy thì thưa quý vị là xã hội dân sự là gì và xã hội dân sự được hiểu như thế nào dạ vâng xã hội dân sự được hiểu là những hoạt động tập thể tự nguyện tồn tại độc lập dưới hình thức các tổ chức là thiết chế tự quản nằm ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố nhà nước và yếu tố thị trường và ngoài khu vực gia đình tại việt nam thì các tổ chức xã hội dân sự cũng đang tồn tại dưới nhiều hình thức à, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội nghề nghiệp nhân đạo từ thiện à, hữu nghị các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc sở thích à, các tổ chức dịch vụ à, công à, không phải là do nhà nước lập ra dạ vâng và trong đó tồn tại rất nhiều những cái tổ chức núp bóng à, nhân danh chiêu bài xã hội dân sự, à, dân chủ, nhân quyền để tập hợp lực lượng, à, lập hội nhóm với à, tên gọi khẩu hiệu tôn chỉ mục đích à, rất là gây ấn tượng. À, ví dụ như là diễn đàn xã hội dân sự rồi là hội à, tù nhân lương tâm, hội phụ nữ nhân quyền, à, hội bầu bí tương thân, hội nhà báo độc lập rồi hội anh em dân chủ vân vân và còn một số những cái hội nhóm nữa thế còn ở ngoài nước thì các tổ chức như là phục hưng việt nam rồi hội cứu trợ thương phế binh và quả phụ việt nam cộng hòa tập hợp đồng tâm đoàn thanh niên phan bội châu phong trào dân chủ việt nam phong trào quốc dân đòi trả tên sài gòn tập hợp thanh niên dân chủ liên minh dân tộc việt nam cũng mọc lên như nấm sau mưa mà mục tiêu chính là để tập hợp lực lượng và chống phá chế độ dạ vâng kính thưa quý vị là các tổ chức phản động nước ngoài cũng tìm cách thúc đẩy hình thành xã hội dân sự tại việt nam với mục đích là chống phá từ bên trong như là tổ chức bảo vệ lao động ở tại ba lan gia tăng hoạt động với ý đồ là chuyển hướng xâm nhập trong nước thúc đẩy hình thành tổ chức công đoàn tự do, tổ chức mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường đã tiến hành đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lần thứ 5 tại Malaysia. Và tại đại hội này thì các đối tượng tham gia cho rằng là để tiến hành cuộc cách mạng hòa bình. Và thủ đoạn mà các đối tượng chống đối sử dụng phổ biến hiện nay là thông qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức tuyên truyền lừa bịp lôi kéo quần chúng tham gia, sử dụng các cái phần mềm bảo vệ để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến thành viên, công khai viết đơn kiến nghị, đòi thành lập đảng chính trị, đối lập, tự do thành lập hội mà không tuân thủ theo quy định pháp luật, đòi khởi kiện vu cáo xuyên tạc nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về quyền dân sự. Nổi bật là sự kiện à, 7 tổ chức xã hội dân sự tháng 1 năm 2022 đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ luật hình sự năm 2015 và kiến nghị 117. Trước đó câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng thành phố Hồ Chí Minh đồng ký vào kiến nghị 72 đòi sửa đổi hiến pháp, ra thông cáo đòi chuyển từ toàn trị sang dân chủ là yêu cầu cấp bách của đất nước và nhân dân với nhiều nhân sĩ trí thức trở cờ như nhà văn nguyên ngọc giáo sư tương lai thiếu tướng nguyễn trọng vĩnh tiến sĩ lê đăng doanh tiến sĩ nguyễn quang nga các đối tượng này mượn danh tổ chức xã hội dân sự trá hình để tìm cách chia rẽ nội bộ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân lợi dụng các hạn chế trong quản lý đất đai môi trường để kích động khiếu kiện tụ tập đông người biểu tình xuyên tạc tình hình hạ uy tín của cán bộ và không chỉ hoạt động đơn lẻ cá biệt mà các đối tượng còn có sự câu kết móc nối cái cá nhân tổ chức phản động chống đối ngoài nước để cùng tiến hành công kích dưới những cái hình thức như là nội công ngoại kích và các thế lực thù địch chống đối phản động ở nước ngoài trở thành chỗ dựa về tinh thần nguồn viện trợ về vật chất cho các cái tổ chức ở trong nước dạ vâng kính thưa quý vị và các bạn đảng và nhà nước ta không kỳ thị không ngăn cản người dân lập hội tham gia các tổ chức xã hội dân sự Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình việc thực hiện các quyền này là do pháp luật quy định tuy nhiên tất cả các hội nhóm đoàn thể đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của hiến pháp và pháp luật việt nam mọi hoạt động núp bóng thành lập xã hội dân sự để sản sinh ra các hội nhóm chống đối đều là vi phạm cần phải chấn chỉnh và loại bỏ để góp phần đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu thủ đoạn lợi dụng xã hội dân sự của các thế lực thù địch các cấp các ngành tổ chức chính trị xã hội cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất âm mưu hoạt động lợi dụng xã hội dân sự của các thế lực thù địch nhằm tác động chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam ta hiện nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Và một phần nữa, À, Bảo Ngọc cũng muốn gửi đến quý vị là trong một bài viết đăng trên tạp chí Tuyên giáo năm 2018 có tiêu đề là từ xã hội dân sự thúc đẩy đa nguyên đa đảng, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch thì giáo sư tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, Học viện Chính trị Công an Nhân dân ở thời điểm đó đã chỉ rõ là âm mưu hoạt động lợi dụng của một số tổ chức xã hội dân sự kiểu phương Tây chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch à, phản động, cơ hội chính trị ở Việt Nam tập trung vào các hướng sau đây. Thứ nhất là đề cao và nhấn mạnh vai trò phản biện xã hội của các tổ chức xã hội dân sự, triệt để khai thác tính đa dạng và thành phần mục tiêu, thành lập lợi ích của tổ chức và các thành viên đa nguyên về tư tưởng chính kiến để hướng lái mọi hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hình thành hoặc chuẩn bị hình thành các cái khuynh hướng tư tưởng chính trị khác nhau, từ đa nguyên về tư tưởng đến đa nguyên về chính trị và mục đích cuối cùng là đối lập về tư tưởng chính trị thứ hai là thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và một số tổ chức xã hội dân sự mang tính giai cấp rất là rõ rệt của những người sáng lập không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Thay vì đặt mục tiêu hoạt động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã hướng lái tổ chức phục vụ lợi ích của một số tầng lớp, một nhóm người đối lập với lợi ích của nhân dân của quốc gia và những kẻ sáng lập là một số tổ chức xã hội dân sự thường góp quan điểm trái chiều đối lập với lại đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật và nhà nước và công khai yêu cầu đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo, xóa bỏ điều 4 ở trong hiến pháp và đòi đổi tên đảng, tên nước, từ bỏ ước mơ xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đảng và nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Điều thứ ba đó là nơi họ đã nêu cái chiêu bài dân chủ nhân quyền để hướng lái xã hội dân sự và các cái hoạt động trái với tôn chỉ mục đích một số tổ chức xã hội dân sự có khuynh hướng theo cái mục tiêu chính trị để cao các giá trị tự do dân chủ nhân quyền của chủ nghĩa tư bản họ lôi kéo một số thành phần tri thức văn nghệ sĩ luật sư để tham gia mở rộng phạm vi không gian hoạt động trong các cái lĩnh vực dân chủ, uh, nhân quyền và phụ họa tiếp tay cho các cái thế lực ở bên ngoài chống phá Việt Nam và thứ tư là các thù địch ở bên ngoài gia tăng các cái hoạt động móc nối liên kết hậu thuẫn cho những người bất đồng chính kiến trong nước những người bất mãn cho một bộ phận văn nghệ trí thức luật sư hoạt động theo khuynh hướng độc lập hình thành xã hội dân sự đối lập theo mô hình của phương tây và các nước đông âu liên xô khi trước khi mà uh, liên xô sụp đổ tan rã và cũng với chủ đề này thì trong một bài viết đăng trên tài quốc phòng toàn dân thì có tiêu đề là thúc đẩy xã hội dân sự ở việt nam hình thức chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch à, tiến sĩ bùi thanh tuấn đã phân tích không thể phủ nhận xã hội dân sự là một bước tiến của loài người tiến sĩ bùi thanh tuấn đã phân tích không thể phủ nhận xã hội dân sự là một bước tiến của loài người trong tổ chức cộng đồng bên cạnh sự tiến bộ của các thiết chế nhà nước ngày càng hợp lý thì điều này phù hợp với xu thế nhà nước xây nhỏ đi và xã hội sẽ lớn lên được các mắc đề cập trong lý luận về chủ nghĩa xã hội theo đó chặng đường tiến bộ đáng kể của nhân loại biểu hiện ở vai trò tự quản trong cộng đồng và ngày càng mạnh lên cái vai trò tự quản ấy chính là nằm ở các tổ chức xã hội với các thiết chế riêng và bên cạnh thể chế nhà nước đó thì các bộ phận hợp thành của xã hội dân sự theo các mác chủ quyền của nhân dân phải trở thành vấn đề trung tâm trong một xã hội dân sự thực chất là một cơ sở cho một chế độ dân chủ và một nhà nước dân chủ chân chính. Đây là tư tưởng cách mạng sâu sắc có tính định hướng cho việc nhìn nhận, đánh giá, xác định tính đúng đắn. Còn một số tổ chức thì được coi là xã hội dân sự đích thực hay giả danh để chống phá chính quyền nhân dân. Hiện nay thì xu hướng mang tính phổ biến trong cái quá trình phát triển của nhiều quốc gia, nhiều mối quan hệ hữu cơ rất là nhất là về kinh tế thị trường, nhà nước, pháp quyền xã hội dân sự. Theo đó thì ra xã hội dân, dân sự được cộng đồng quốc tế rất là quan tâm, coi đó là một nhân tố của xã hội hiện đại, một tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của chế độ xã hội ở một quốc gia. Nhiều văn kiện của các tổ chức quốc tế và khu vực đã có những cái quy định về quyền của con người, về xã hội dân sự, xã hội à, À, tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Ở Việt Nam thì quyền con người, quyền công dân là thành quả cách mạng và được thể chế hóa phát huy trên thực tế. Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam là sự kế thừa phát triển những cái giá trị truyền thống à, quyền công dân của nhân loại trong thời đại mới trong các cái bản hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013 đều thể hiện rõ bản chất của chế độ ta là tôn trọng, đảm bảo các quyền con người, quyền công dân là chế độ dân chủ, tự do, dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Việt Nam đã quy định các điều kiện cụ thể để thành lập, hoạt động các tổ chức xã hội dân sự. Trên thực tế, bên cạnh các tổ chức chính trị đoàn thể quần chúng thì nhiều tổ chức hội phi chính phủ đã đang và được lập theo quy định của pháp luật với tư cách là và pháp nhân hoạt động công khai hợp pháp mang lại những cái lợi ích đáng kể cho xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên thì vẫn còn các cái tổ chức uh, quần chúng tự phát thành lập không có tư cách pháp nhân mang hình thức chạy theo lợi nhuận kinh tế đơn thuần hoạt động tùy tiện kém hiệu quả và không phát huy được vai trò đại diện của lợi ích hội viên và cá biệt còn một số tổ chức có nhiều hoạt động phạm pháp luật uh, vi phạm pháp luật gây thương hại đến an ninh quốc gia bắt buộc các cơ quan chức năng phải chấn chỉnh, xử lý và lợi dụng điều này thì các thế lực thù địch đã xuyên tạc vu cáo nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đó là sự đâm đặt vô căn cứ mang tính thù địch. Thực tế cho thấy ngay từ ý tưởng cho đến quá trình thành lập và hoạt động, do tính chất nhạy cảm về chính trị xã hội, nhiều tổ chức đã trượt ra khỏi bản chất hình ảnh tích cực của xã hội dân sự đích thực, trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chế độ các tổ chức uh, núp bóng xã hội dân sự này thường trá hình uh, danh nghĩa là bảo vệ dân chủ nhân quyền nhằm hướng lái phê phán vai trò lãnh đạo của đảng họ cho rằng chế độ độc đảng là độc tài toàn trị và nguyên nhân dẫn đến tham nhũng sai lầm uh, và nhìn chung các hoạt động chống phá dựa trên uh, những cái tổ chức xã hội dân sự trá hình mà họ thường sử dụng là tập trung vào các cái thủ đoạn uh, mà cụ thể chủ yếu là như sau một là họ đề cao vai trò phản biện xã hội của các tổ chức giả danh xã hội dân sự hoạt động của các tổ chức này vẫn dẫn đến đối lập về tư tưởng chính trị với nhà nước ta hai là thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước các cơ quan chức năng chính quyền các cấp một số tổ chức xã hội dân sự không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động hướng tới mục tiêu hoạt động nhằm phục vụ lợi ích của một số nhóm người đối lập với lợi ích của quốc gia của dân tộc và họ lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền để hướng lái tổ chức xã hội và các hoạt động tôn chỉ mục đích vi phạm pháp luật. Gia tăng các cái hoạt động móc nối để liên kết hậu thuẫn cho những người bất đồng chính kiến trong nước hoạt động theo khuynh hướng độc lập, hình thành xã hội dân sự trái pháp luật chống nhà nước, tạo tiền đề cho sự ra đời của các cái tổ chức chính trị đối lập. Và họ móc nối với cả những cái tổ chức ở ngoài nước nữa để nhân danh họ là mượn cớ để phản biện xã hội, kiểm soát quyền lực và nhân danh dân chủ nhân quyền để à, tăng các cái hoạt động à, gây xây dựng cái quan hệ thương mại phát triển gây phương hại đến an ninh quốc gia. Với yêu sách là đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ ở các nước xã hội chủ nghĩa chống lại nguyên tắc tập trung dân chủ dạ vâng để đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu trên thì uh, tiêu từ mầm mống của các hoạt động gây dối uh, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài do đó cần thống nhất và nâng cao nhận thức nhận diện đúng về xã hội dân sự phân biệt và đánh giá đúng vai trò vị trí quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự đích thực không nhầm lẫn đánh đồng với các tổ chức xã hội dân sự trá hình, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho các cán bộ đảng viên nhân dân, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc cổ suý, lợi dụng, núp bóng tổ chức xã hội dân sự và mục đích là thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng và thế trận an ninh kiên quyết đấu tranh chống âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa của các thế lực thù địch phản động chống đối uh, cơ hội chính trị và các cơ quan chức năng cần phải làm tốt công tác nắm tình hình uh, tham mưu cho cấp ủy uh, chính quyền các cấp tập trung vào lãnh đạo định hướng các tổ chức uh, xã hội dân sự đích thực tuân thủ và chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định à, tình hình chính trị xã hội và thường xuyên đề cao cái cảnh giác trước âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị tác động lôi kéo, kiên quyết bảo vệ Đảng, không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chương trình hôm nay Bảo Ngọc xin tạm dừng ở đây và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.